Xin chào quý vị và các bạn, chúc một ngày tốt lành. Mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức mạng Pi với những nội dung chính sau. Rất nhiều người thắc mắc Pi có nhiều như vậy lấy gì để thanh khoản? Pi lên sàn thì ai cũng có Pi, ai cũng bán Pi. Lấy ai là người mua Pi? Thế nhưng thực tế Pi phát triển hệ sinh thái, trao đổi hàng hóa để định hình giá trị cho Pi trước sau khi mở mạng chính thức các sàn khắc tự niêm yết Pi là điều không tránh khỏi. Pi chỉ được liêm yết trên các sàn giao dịch khi đã chắc chắn ổn định về giá trị. Sẽ không có chuyện lên sàn cho các bạn có Pi xả như một cơn lũ. Pi sẽ được đưa ra một giá trị nhất định được tăng trưởng đều đặn cùng với người tham gia và hệ sinh thái Pi ngày càng nhiều hoặc sẽ tăng trưởng rất mạnh khi có sự tham gia ồ ạt của toàn thế giới. Những nhà đầu tư, những công ty, những doanh nghiệp, những nhà cung cấp thuộc vai trò của chủ dự án Pi sẽ cùng họp bàn rồi cùng đưa ra một giá trị nhất định nào đó mà họ đã tính toán. Tương ứng với số tiền họ bỏ ra, vốn hóa và giá trị cốt lõi của dự án đã phát triển 5 năm qua. Tương đối đủ thanh khoản cho Pi của những người chơi nắm giữ. Vì họ thanh khoản bằng hàng hóa của họ trên hệ sinh thái Pi, cho nên nó rất nhẹ nhàng. Vì mức độ cũng như tốc độ thanh khoản chậm. Bạn muốn mua một chiếc xe mà họ bán ra khoảng 50 Pi chẳng hạn thì chắc chắn là có thể mua được. Nhưng về đến tay bạn tạm thời sẽ mất rất nhiều thời gian. Điều này không chỉ vì khoảng cách địa lý vấn đề vận chuyển mà họ còn phải chuyển đổi tiền tệ phù hợp để thông quan các cửa khẩu và lập thuế phù hợp với luật pháp mỗi nước điều này không phải là số tiền đánh mất đi sự linh hoạt nhanh và tiện lợi mà bởi vì lúc khai sinh nó chưa đủ để đầy đủ mọi mặt hàng cũng như không thể có ngay nhiều người bán một sản phẩm để bạn có thể có nhiều lựa chọn mua ở nhiều nơi trên đất nước của bạn. Khi bắt đầu được mở trao đổi hàng hóa trên hệ sinh thái Pi sẽ chỉ có những sản phẩm nào đó với giá trị thấp. Những sản phẩm này của các nhà cung cấp tung ra nhằm thăm dò thị trường mới của nền kinh tế số mới nổi như Pi. Nó không thể được phân bổ ở nhiều nơi nên không thể thuận tiện cho bạn mua là có ngay được. Do vậy giá trị để trao quyền cho đồng tiền Pi là rất quan trọng. Tôi nghĩ rằng nhóm dự án đã có kế hoạch cho việc này. Hoặc mặc định thị trường neo giá cho Pi, hoặc sẽ được định giá của những tổ chức quốc tế sau khi mạng mở hoàn toàn. Cũng có thể toàn cầu chấp nhận mức giá GCV 314.159 đô đang được kêu gọi một cách thống nhất cao. Nếu được như vậy là điều tuyệt vời cho những người tiên phong và với mức giá GCV 314.159 đô. Theo như đánh giá của các chuyên gia, mới có thể đủ để lưu thông trong nền kinh tế Pi cho 8 tỷ người trong tương lai. Nhiều công ty, doanh nghiệp, nhà đầu tư hay chính các bạn bắt đầu FOMO theo giá trị Pi tự nhiên được định hình bởi những sản phẩm đầu tiên kia hệ sinh thái Pi sẽ ngày càng đa dạng về sản phẩm hàng hóa đông đảo về người bán. Thị trường ở vùng miền mỗi quốc gia mới được hình thành. Lúc này, bạn muốn mua xe bằng Pi mà chỗ bạn chưa có người bán xe bằng Pi, thì bạn vẫn phải mua của các nhà cung cấp ngoài quốc gia của bạn, vẫn phải chờ đợi thanh khoản thực và chậm về vấn đề địa lý vận chuyển. Việc thanh khoản chậm này về nguyên lý của thị trường là bất lợi Thế nhưng, về một hệ sinh thái sơ khai, nó lại rất tuyệt vời. Chậm mà chắc tạo dựng được niềm tin và giá trị thanh khoản cho Pi. Nhiều người sẽ tham gia vào bán sản phẩm của mình lấy Pi, nhưng với giá cắt cổ hoặc có thể rẻ hơn đối thủ. Đây mới được gọi là đồng thuận giá của người dùng Pi. Người dùng mua sắm, sản phẩm căn cứ và giá trị định hình của nhóm nhà cung cấp kia chấp nhận hoặc không. Khi chúng ta thấy được Pi có thanh khoản mua sắm được thì niềm tin Pi đã là tiền và là tiền thì ai cũng muốn giữ càng nhiều càng tốt. Khi đó Pi mở mạng chính bạn mua được tất cả các loại hàng hóa thuận tiện. Giá trị Pi ngày càng tăng theo thời gian thì không ai cần phải đổi Pi. Tiền Pi là để mua hàng hóa trên hệ sinh thái Pi nếu hàng hóa muốn mua không có trên hệ sinh thái Pi thì mới cần phải trao đổi để lấy tiền fiat. Sau này sẽ là đồng CBDC của các quốc gia khác nhau trên toàn cầu. Pi điêm yết trên sàn giao dịch tập trung cũng là nơi để những người tham gia buôn bán tranh lệch. Thanh khoản cho Pi bằng hoàng hóa có được sự chuyển đổi tiền tệ ngang hàng giữa Pi và các loại tiền mã hóa khác và đồng CBDC của các quốc gia dù sao vẫn phải có những giao thương với những người nằm ngoài hệ sinh thái pi là điều không tránh khỏi còn những người muốn đổi pi để có tiền phí át thì cũng chỉ có thể mua hàng hóa bằng pi rồi trở thành con buôn bán lại hàng hóa đã mua lấy tiền phí át nó cũng sẽ hình thành thị trường trao đổi ngang hàng nhu cầu ngày càng lớn càng mạnh thì càng thúc đẩy trao đổi phát triển mạng pi lớn mạnh hơn theo thời gian Chúng ta nói một chút về người sáng lập Pinnacle và kêu gọi những người bỏ dở hãy quay xe ngay bây giờ trước khi quá muộn. Đừng để con cháu bạn hỏi một câu rằng bố mẹ có khai thác pi hay không? Hay ông bà có khai thác pi hay không? Chúng ta đã biết tiến sĩ Legolas Kokalit được xem như linh hồn của Pinnacle. Ông là giáo sư, người gốc Hy Lạp, giảng dạy tại Đại học Stanford Mỹ chuyên về khoa học máy tính và công nghệ blockchain. Ông cũng là người sáng lập nền tảng trò chơi trực tuyến Game Zola, giành giải thưởng quỹ Facebook vào năm 2009, trước khi blockchain và đồng Ethereum ra đời. Ông từng viết luận án chủ đề Smart Contract về tiền điện tử. Vitalik Buterin, người tạo ra tiền điện tử Ethereum, là học trò được ông hướng dẫn đứng thứ hai thế giới chính là học trò của Nicolas Kogalit. Bên cạnh những hoạt động chuyên môn, Nicolas Kogalit còn là CTO của Static, quỹ hỗ trợ sinh viên Stanford khởi nghiệp kinh doanh. kể từ khi thành lập từ năm 2011 đến nay, Static đã giúp 1.300 công ty khởi nghiệp thành công, trong đó có hơn 700 công ty kỳ lân như Brands, Lam. Lai 360, Patreon, Pauls, Kodiak, Sins. Những nhà đầu tư và đối tác của StatX gồm có Amazon, Google, Cloud, GitHub, Break, Daikin, Ngân hàng Sumimoto, Ngân hàng Silicon Valley, Công ty dược AstraZeneca. Chỉ riêng Đại học Stanford và Stanford Hill đã đầu tư 200 triệu đô để tài trợ cho các thành viên thuộc cộng đồng StatX. Như vậy, PineWork là đồng tiền điện tử thế hệ mới mà ông tạo ra cho thế giới được khai thác trên smartphone. PineWork đang hoạt động ở 230 quốc gia và 32 ngôn ngữ. Pi không có kêu gọi ICO không huy động vốn từ cộng đồng. Chúng ta cùng nhau lan tỏa Pi đến mọi người xung quanh. Pi đang hiện ra rất rõ cơ hội cho những người mới vẫn còn Chúng ta hãy nhìn những sự kiện đã rời khỏi tầm tay như Bitcoin, Ethereum, bây giờ là Picoin. Hãy nhìn nhận công nghệ và xã hội theo cách mới, bạn sẽ thấy được sự phát triển của nhân loại. Đừng bao giờ giữ khư khư khái niệm cũ rằng con người không thể bay qua bầu trời. Và chiếc điện thoại của bạn không chỉ để nghe và gọi. Pi là sự tiến hóa vượt bậc của công nghệ blockchain, Web3, mạng xã hội tích hợp Tiền tệ, nền kinh tế số hoàn hảo đầu tiên trên thế giới với công nghệ cải tiến vượt trội cho loài người. Nếu bạn không nhận ra, có lẽ bạn sẽ trở lại thời kỳ đồ đá. Hãy tỉnh táo trước khi quá muộn. Tôi kêu gọi những người tiên phong đang bỏ giờ, những người không chăm chỉ khai thác. Các bạn hãy quay lại trước khi hối hận bởi đã bỏ Pi. Đó là sự lãng phí. Con cháu bạn sẽ trách bạn rằng bạn có đảo Pi không? Những su pi giá trị sẽ đem lại cuộc sống tốt cho bạn và thế hệ sau của bạn. Bây giờ bạn chưa hề mất xu nào cho pi. Điều quan trọng là bạn phải biết học hỏi, tìm hiểu về công nghệ mới blockchain pi. Sự tích lũy của bạn sẽ cho bạn cuộc sống tốt hơn sau vài năm nữa. Tỷ phú Jack Ma từng nói: Khó phục vụ nhất là những người nghèo. Cho thứ gì miễn phí họ tưởng mình bẫy họ nói rằng đó là một khoản đầu tư nhỏ họ lại bảo như thế không thể kiếm được nhiều thế bảo họ chuyển sang cái lớn đi họ nói không có tiền bảo họ rằng đây là một ngành kinh doanh truyền thống họ lại nghĩ chắc sẽ khó lắm nói đây là mô hình kinh doanh mới họ lại sợ là đa cấp bảo họ mở một cửa hàng họ sẽ nói như vậy không được tự do bảo vậy hãy thành lập một doanh nghiệp mới đi họ nói không có kinh nghiệm những người này có một đặc điểm chung lắng nghe những người có cùng tư tưởng tiêu cực như mình họ nghĩ ngợi nhiều hơn cả một giáo sư nhưng lại hành động không bằng một người mù pi là một thứ miễn phí thực sự đối với tất cả chúng ta nhưng nó không phải là thứ vô giá trị thậm chí nó được tạo ra bởi một đội ngũ cốt lõi của dự án trong 5 năm qua. Bao nhiêu tiền bạc đã được đầu tư vào đó, đằng sau dự án là cả những chính phủ, những tập đoàn kinh tế. Nếu chịu học hỏi, bạn sẽ yêu Pi hơn rất nhiều. Nếu bạn không biết Pi, bạn sẽ chỉ nghĩ rằng chẳng có gì miễn phí. Con người thành công luôn học hỏi và chớp lấy cơ hội khi những gì quá rõ ràng thì bạn không bao giờ có thể sở hữu được nó hãy trân trọng chúc may mắn và thành công